Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một phần trình diễn của một cặp đôi. Đây là hai người bạn rất là thân thiết với nhau trong nghề, và chúng ta hãy cùng chào đón Natalie và Mỹ Lệ. Oh!
Xin cảm ơn các nghệ sĩ Mỹ Lệ, Natalie và Vũ Đoàn. Những điều mà chúng tôi muốn nói với cặp đôi này, quý vị có thể nhìn thấy và vị giám khảo đã giơ lên ạ. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.